Thực hiện tháng cao điểm phòng chống ma túy, ngày 14 tháng 6 năm 2024, Công an huyện Tiên Lữ triệt phá chuyên án bắt quả tang Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1999, trú tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, chỗ ở hiện nay xã Đức Sương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ trên người đối tượng Hoa hai túi ni lông viền đỏ, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, hai túi ni lông viền đỏ chứa 6 viên nén màu xám và 4 viên nén màu hồng, cùng một số tinh thể màu trắng, một tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và một số vật chứng có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đã tiến hành trưng cầu giám định các viên nén và chất tinh thể màu trắng thu giữ của Hoa. Kết quả là ma túy, gồm các loại ketamin, methamphetamine và MDMA có tổng khối lượng là 23,580 gram. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đang tạm giữ đối tượng Hoa và tiếp tục điều tra xác minh làm rõ chuyên án.